Phát huy các tiềm năng thế mạnh về tự nhiên, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 173 sản phẩm được xếp hạng tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó có 91 sản phẩm xếp hạng 3 sao, 80 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 2 sản phẩm xếp hạng 5 sao cấp quốc gia bên cạnh đó các ngành chức năng đã hỗ trợ đồng hành với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hàng nông sản tham gia hỗ trợ festival tại các tỉnh thành phố trong cả nước, kết nối trưng bày và bán sản phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại, đồng thời đẩy mạnh phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ thiết kế, in ấn tem nhãn bao bì sản phẩm, duy trì phát triển các phần mềm bản đồ số làng nghề. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2.600 sản phẩm của hơn 240 đơn vị, trong đó có 173 sản phẩm ô cốp. 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Có phần đưa các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh vươn xa, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Thái Nguyên.